Trại hè Thanh Đa lần thứ 45 với chủ đề Trái đất này là của chúng mình đã chính thức khai mạc, mang đến cho các em thiếu nhi là con em của công nhân, viên chức lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh một mùa hè bổ ích và nhiều niềm vui. Trại hè năm 2024 diễn ra từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 với 7 đợt trại, mỗi đợt kéo dài 5 ngày và có khoảng 500 đến 600 em tham gia. Trong từng đợt trại, các trại sinh sẽ được thử sức mình trong rất nhiều trò chơi, trải nghiệm các hoạt động rèn luyện kỹ năng. Trong khuôn khổ của lễ khai mạc, trại hè Thanh Đa được trao kỷ lục về trại hè tổ chức liên tục dài nhất tại Việt Nam từ năm 1979 đến nay. Trại hè Thanh Đa là hoạt động hè do Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hàng năm tại khách sạn Công đoàn Thanh Đa, quận Bình Thạnh, đã trở thành hoạt động được nhiều em thiếu nhi mong chờ tham gia trại hè. Các em rèn luyện cho mình tính tự quản, chủ động học tập, sáng tạo và được tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể. Từ đó rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kỹ năng thực hành xã hội để các em thực sự trưởng thành. Đối với nhiều em thiếu nhi, đọc sách là một hoạt động vô cùng thú vị và bổ ích. Làm thế nào để chọn sách phù hợp và có cách đọc sách đúng đã được các chuyên gia giải đáp thông qua diễn đàn Làm bạn với sách được tổ chức tại đường sách Nguyễn Văn Bình. Diễn đàn là sự kiện trọng tâm trong chuỗi hoạt động đặc sắc của Hội sách thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2024. Xuyên suốt diễn đàn là những chia sẻ của các diễn giả khách mời xoay quanh về các kỹ năng đọc sách, cách xây dựng thói quen đọc mỗi ngày và những phương pháp đọc sách phù hợp để có thể lĩnh hội và phát huy giá trị của sách một cách hiệu quả. Ngoài ra, các diễn giả còn giới thiệu về xu hướng đọc sách thời công nghệ 4.0, vai trò của cha mẹ cũng như nhà trường trong việc xây dựng văn hóa đọc cho con em của mình. Mỗi ngày sau khi mà đọc sách thì em cảm thấy vui vẻ hơn, và khi mà em đọc sách nhiều thì ngôn từ của em, vốn từ sẽ được mở rộng và em làm văn trên lớp sẽ hay hơn. Các bạn nên đọc sách nhiều hơn bởi vì sách nó cũng tốt và nó giúp các bạn giải trí, giúp các bạn tốt hơn hàng ngày. Việc đọc sách cũng rất là quan trọng và việc đọc sách đã giúp em trưởng thành hơn rất là nhiều, có những suy nghĩ tích cực hơn. Qua những cuốn sách thì em bắt gặp được bản thân của mình cũng có những cái hoàn cảnh tương tự với những nhân vật ở trong những cuốn truyện, những cuốn tiểu thuyết, và từ đó thì tiếp cho em nguồn động lực để em tìm hiểu những cuốn sách, tìm đến những cuốn sách như tìm đến những người bạn của mình. Rõ ràng là chúng ta thấy có hai cái cách đọc. Một cách đọc truyền thống là đọc những cái cuốn sách giấy. Thế thì những cuốn sách giấy đó làm sao để các con có thể chạm vào được? Thì cái chính từ phía, tôi vẫn cho là từ phía nhà trường, từ phía gia đình và từ phía cộng đồng. Thế thì nhà trường thì cần phải làm gì? Thì tôi vẫn thấy rằng là nhà trường ở đó vai trò của các thầy cô rất là quan trọng. Thầy cô phải chính là những người giới thiệu cho các con đâu là cuốn sách hay để đọc, đâu là cuốn sách cần phải đọc. Và ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là cái điều quan trọng muốn tạo thói quen đọc sách vẫn là những cuốn sách mà thực sự các con nó đọc được thì nó thấy rất là hay. Có những cái gì bổ ích thật là hấp dẫn với nó. Thì tôi nghĩ tất cả những cái chuyện mà chúng ta phải làm không chỉ là kêu gọi từ phía các con là hãy đọc sách đi, mà phải bằng nhiều cách, bằng nhiều con đường để các con có thể làm bạn với sách. Tại diễn đàn, các độc giả nhỏ tuổi đã được tương tác trực tiếp với các nhà văn, các diễn giả, được giải đáp các thắc mắc cũng như đề xuất những cuốn sách hay và có giá trị dành cho thiếu nhi. Từ diễn đàn giúp các em thiếu niên nhi đồng có cách nhìn đúng đắn về giá trị của việc đọc sách, khám phá sức mạnh, vai trò của tri thức trên hành trình ươm mầm tương lai cho thế hệ trẻ. Một hoạt động được nhiều em thiếu nhi và phụ huynh lựa chọn cho con mình tham gia trong mùa hè này, đó là chương trình huấn luyện phát triển nhân cách thanh thiếu niên Tin Năng Động a.com. Chương trình do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng trường Sĩ quan Lục quân 2 tổ chức với sự tham gia của 122 em học viên. Tham gia học kỳ huấn luyện trong quân ngũ, các em chiến sĩ nhỏ sẽ được tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử của dân tộc, tập làm quen và trải nghiệm môi trường kỷ luật quân đội trong sinh hoạt hàng ngày. Với đa dạng các nội dung cùng nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, chương trình huấn luyện trong quân ngũ không chỉ là môi trường để các em thiếu nhi rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, mà còn hướng tới giáo dục các em về giá trị của hòa bình độc lập, tự hào về truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam, nuôi dưỡng lòng yêu nước, từ đó phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức trách nhiệm về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thế hệ thanh thiếu nhi thành phố Bác.